Chúng ta cùng nhau đến với đề kiểm tra khảo sát lượng toán 12 tuần 4 tháng 9. Phần 1, câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, được chưa? Chúng ta có bài toán như sau, cho cô gian nói Z cho hai điểm A và B thì tọa độ với AB là gì? Tọa độ với AB thì các em lấy lấy B trừ đi A thôi. 3 trừ đi 5 ở âm 2, như vậy các em nhìn vào hoành độ âm 2 các em loại đi các phương án này nhé. Âm 4 trừ đi trừ đi 7 thì còn dương 11, à âm 11, như vậy các em chọn phương án A, đương nhiên rồi. Câu 2. Cho cô gian nói Z hình chiếu vuông góc của điểm A nên trục OX có tọa độ là gì? hình chiếu bóp của điểm A lên trục OX thì các em sẽ có tọa độ để các em giữ nguyên các hành độ và các em cho tung độ và cao độ bằng 0. Như vậy cái hình chiếu vuông góc điểm A lên trục OX là điểm có tọa độ là 3 0 0. Được chưa? 3 0 0 đó là câu số câu số 2. Rồi, mình sang câu số 3. Mình sang câu 3 và câu 4 luôn này. Câu 3 cũng khá là đơn giản. Câu 3 cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như sau thì khẳng định nào sau đây là đúng hàm số đã cho đạt cực tiểu tại x bằng trừ 2. Ô câu này đúng luôn này. Câu này đúng luôn. Được chưa? Câu 3 là a là đúng luôn. Cực tiểu tại x bằng 3 là sai rồi. Đặt cực tiểu tại x bằng 5 là sai và đặt cực tiểu tại x bằng 1 là sai. Rồi trong câu ta nói cái z các em có được m o thì bằng 2 lần vector y trừ đi vector k. Thì đề bài có hỏi các em là tọa độ, độ điểm m là gì? Thì tọa độ điểm m chính là tọa độ vector om và các em xác định cho thầy xem cái vector om là gì. vector om của chúng ta sẽ bằng âm -2 lần vector y cộng với vector k. Được chưa? Do đó thì các em sẽ có tọa độ điểm m là gì? âm 2 này, 0 này, 1 được chưa? Y z k mà. Z thì không nhân gì mà các em. Âm 2 nhân không, âm 2 0 1, đương nhiên là như vậy. Nhớ các em cẩn thận bị lừa câu này nhá. Cẩn thận bị lừa. Đây là M, o thì các em phải đổi ra om, nhớ chưa? Nhá thì câu 4 này thì các em chọn cho thầy phương án là phương án C, không có khó khăn gì cả. Tiếp theo là câu số 5. Câu số 5 là bài toán về đơn điệu của hàm số, hàm số y bằng x bình phương nhân với e mũ x nghịch biến trong khoảng nào trong các khoảng sau đây? Thì nghịch biến trong khoảng nào được các em xét cho cái y phải? Nào, u nhân v đạo hàm thì u phẩy v nhân uv phẩy đúng không? u phẩy v là 2x nhân với e mũ x cộng với e mũ x nhân với x bình phương. Đương nhiên nó bằng e mũ x nhân với x được chưa? nhân với x cộng cộng 2. Như vậy thì hàm số này nghịch biến trong khoảng nào thì các em xét cho cái y phẩy âm khi nào? y phẩy âm khi và chỉ khi x nhân x cộng 2 âm, tức là các em sẽ có được âm 2 bé ăn x và bé ăn 0. Như vậy hàm số này sẽ là hàm số nghịch biến trong khoảng từ âm 2 đến 0, các em chọn B. Được chưa? Nhá. Thì câu số 5 các em chọn B. Được chưa? Rồi, câu tiếp theo là câu số 6. Câu số 6, gọi hàm số fx có đạo hàm f(x) biết rồi. Ở các bạn để ý này. Các em có được f(x) của chúng ta thì bằng x 2 nhân với x cộng 2 nhân x trừ 3 nhân x trừ x 2, được chưa? Thì ngay lập tức các em đặt x 2 làm nhân tử chung. Nó x 2 tất là bình phương đi, trong còn x cộng 2 nhân x trừ 3. Vậy thì hàm số này là hàm số nghịch biến à, số điểm cực trị xin lỗi các bạn số điểm cực trị của cái hàm số thì cái hàm số này sẽ có hai điểm cực trị là x bằng âm -2 và x bằng dương 3 nên hàm số này có hai điểm cực trị. Được chưa? Rồi, câu số 6 là xong nhá. Nào câu số 7. Câu số 7. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau mà các chữ số được lấy từ tập hợp là x bằng tập hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 thì các em lấy ra số tự nhiên có hai chữ số khác nhau, các em thấy là đã không dính vào câu số 0 rồi nên nó rất là tuyệt vời rồi. Thì đương nhiên đây là chỉnh hợp chập 2 của 8 phần tử, tức là các em lấy ra hai phần tử trong 8 phần tử này. Các em quan tâm xem cái nào là cái uh, số hàng chục, cái nào là cái số hàng đơn vị. Như vậy thì các em sẽ có A28 thì các em chọn phương án A, rất đơn giản thôi câu này thì. Câu này nói chung là nó khá là đơn giản nên mình cũng không có nhiều điều để nói nhá. Thì câu 7 là xong. Để chưa? Câu số 8 cho nó có bài toán như sau cả lớp chú ý này. Câu 8 là bài toán về tọa độ vectơ cho hình lập phương ABCD E F G Hình lập phương ABCD E F G các em quan sát nhé. Đây, thầy có một hình lập phương ABCD. Và đây là E F Được chưa? Cạnh bằng a. Thì thầy yêu cầu các em tính vectơ AB và nhân với vectơ vectơ EG. E à, F G à biến này, bảo sao. Em ABCD. E này F này G này H này Đây vector EG là vector này Đó Tóm lại là các em cần xác định cho thầy cái vector AB Nhân vector EG Đúng không? Đó thì câu này cũng không có khó khăn gì cả Thì các bạn thấy nào Cái vector EG thì bằng vector AC Bằng vector AC Như vậy thì các em có được vector AB Mà đem nhân với EG ấy Đem nhân với EG ấy Thì đương nhiên rồi Nó sẽ bằng vector AB Nhân vector AC Vector AB nhân vector AC thì bằng độ dài AB nhân độ dài AC nhân với cốt của góc hợp bởi hai vector AB và AC. Thì độ dài AB bằng A, độ dài AC bằng căn 2A. Cốt này là cốt của 45 độ. Thì đương nhiên rồi, cốt 45 độ bằng căn 2 trên 2. Như vậy cái này bằng A bình phương. Các em chọn phương án B. Nhá. Ok. Được chưa? Nhá. Ok. Đúng nhở? Thầy nhìn có bị nhầm không? AB nhân EG thì bằng AB nhân AC. AB bằng A, AC bằng căn 2A, cốt 45 độ là 1 trên căn 2, như vậy nó bằng A bình phương chuẩn luôn nhá. Được chưa? Câu số 9 này, cho cô giáo nói Z cho điểm M có tọa độ là 3, 5 và 7. Tìm tọa độ của điểm M phẩy đối xứng với điểm M qua trục OI, được chưa? Rồi câu hỏi bài toán là gì? Là tìm tọa độ M phẩy mà đối xứng với M qua trục OI. Ok. Thì các bạn thấy là như này này, cái hình chiếu vuông góc của điểm M lên trục OI là gì? Cái hình chiếu vuông của điểm M trên trục Oy là điểm H có tốc độ gì? 0 5 0. Được chưa? Đây là hình chiếu vóc của điểm M trên trục Oy thì các em giữ nguyên cái tung độ và các em cho hoành độ và cao độ bằng 0. Như vậy thì tọa độ cái điểm M' phải đối xứng với điểm M của trục Oy thì cái điểm H sẽ là trung điểm của M và M'. Phải. Nhớ không? Nhá, điểm H là trung điểm. À, và điểm H các em biết tọa độ rồi, M biết tọa độ rồi thì các em ra được M' phải thôi. À, các bạn biết được là M' phải cộng M chia đôi thì bằng H nên cái điểm M', phải các em xác định được bằng hai h trừ đi M. Như vậy nó là 2 x 0 đi 3 thì các em lấy số đối âm 3 2 x 5 5 bằng 5 Và 2 x 0 trừ đi âm 7 thì bằng dương 7 Tóm lại là khi mà các em quan tâm đến cái điểm đối xứng với điểm M phẩy qua trục OI Thì các em lấy đối xứng, à lấy số đối của hoành độ và và cao độ và các em giữ nguyên cái tung độ Đó, thì những cái này nếu mà các em tự suy ra được là tốt nhất Còn nếu mà không tự suy ra được thì các em hãy xem những cái gì thầy nói xong các em tự ngẫm ra Thì đấy là cách học tiến bộ nhất còn các bạn cứ chờ thầy dâng đến tận nơi thì nói thật là có thể ấy là bài này các em làm được nhưng bài sau các em làm các em lại quên ngay nên tốt nhất là các em ngồi các em chỉ tham khảo cái cách mà thầy nói thôi đó xong rồi các em ngẫm ra là à mình nếu mà mình sai thì mình sai ở đâu và lần sau mình rút kinh nghiệm gì cái đấy mới là cái cách để cho các em tiến bộ câu số 10 đưa tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số này là gì rồi các bạn nghe này đây là bài toán liên quan đến tiệm cận đúng không thì các em thấy là tiệm cận đứng của chúng ta chắc chắn có một đường tiệm cận đứng rõ ràng là x bằng một là đường tiệm cận đứng duy nhất chắc chắn 100 phần trăm tại vì ở đây là x tiến đến một thì tử thức tiến đến căn 8 thì đương nhiên tiến một giá trị khác không thì phân thức này nó phân thức là không trên uh, 8 căn 8 trên không thì đương nhiên là tiệm cận đứng tiệm cận ngang mình sẽ cho x tiến đến âm vô cùng và x tiến đến dương vô cùng nhá khi mà các em cho x tiến đến âm vô cùng ấy được chưa x tiến đến âm vô cùng thì y tiến đến cái gì nào các em chia cả tử và mẫu cho cho x hoặc cho âm x cũng được thì ti y thì nó căn 2x bình phương trên trên x các em bỏ mấy cái dấu riêng này đi nó không tức là đây là một cái cái cái, cái mẹo để các em tìm nhanh tiệm cận ngang đó các em chỉ cần quan tâm đến bậc cao nhất thôi được chưa thì bằng căn 2 trị độ của x trên trên x và khi x thì âm vô cùng thì nó là gì nó là âm x bằng âm căn 2 tóm lại các em dùng ca cũng được hoặc các em làm này cũng được thì các em thấy khi x thì âm vô cùng thì y thì âm căn 2 trong khi đó x mà tiền đến dương vô cùng thì y nó tiến đến căn 2x bình phương các em vẫn bỏ những cái dấu riêng đi. Bằng căn 2 trị độ x trên x. Bằng căn 2x trên x bằng căn 2. Đó. Để mà làm tự luận thì các em có thể hiểu là chúng ta đang chia cả tử và mẫu cho x thì chỉ có mỗi cái là trong trường hợp x tiến âm cuối cùng ấy. Thì khi mà em chia cho x, các em nhớ cho thầy âm x của chúng ta sẽ bằng trị độ x tại vì x âm thì bằng căn và 2 của x bình phương. Trong trường hợp x tiền đến dương cuối cùng ấy thì x của chúng ta sẽ bằng trị độ x bằng căn mà hai của x bình phương nên bản chất là các em chia cả tử và mẫu cho x hoặc là chia cả tử mẫu cho căn mà hai của x bình phương bản chất là như vậy thôi nhá nhá rồi vậy thì đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số sẽ có hai tiệm cận ngang cụ thể đó là y bằng căn 2 và đường y và âm căn 2 và chính vì nó có hai ngang rồi nên nó không thể đẻ ra thêm xiên nữa đó, các bạn thấy là đã tiến đến vô cùng thì nó tiến đến một cái là căn hai một cái là âm căn hai rồi. Thì làm sao mà có xiên nữa? Nó không thể có tiệm cận xiên nhá. Mình nói rõ là đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên. Như vậy, đứng một ngang hai xiên không nên tổng số đường tiệm cận đó là bằng 3. Bài toán này giải quyết. để chơi nhỉ? Câu số 11. Trong OZ, cho cơ giáo nói Z cho tam giác ABC, các em biết là tọa độ điểm A, điểm B và điểm C. Thì tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là, là gì? Được chưa? Ok, cái này thì khá là đơn giản thôi. Trọng tâm G của tam giác ABC thì các em lấy trung bình cộng. Đó, 1 cộng 2 cộng 3 chia 3. Các em cứ lấy trung bình cộng nó ra. Ok, cái này là 3 này, cộng với âm 1 này, xong rồi cộng với 1. Sau đó thì chúng ta chia mấy đây? Chia cho 3. Cuối cùng là 4 cộng 0 cộng 2 chia 3. Rồi, thì ta sẽ ra được G có tốc độ là gì đấy? 6 chia 3 là bằng 2 này. Cái này là 1 này. Và cái này chia 3 là mấy? Là 2 Như vậy nó là 2, 1, 2 Các em chọn phương án A Đúng không? Nhá Đó khá là đơn giản Chọn A nữa mình nhá Nào Tiếp theo cho ta đến với câu số 12 Câu 12 cho ta có bài toán như sau Cho hàm số Fx thì bằng gì đây? Các em có được cái hàm số Fx của chúng ta bằng gì đây? Hàm số Fx bằng căn bậc 2 của 3 trừ đi x cộng với căn bậc 2 của 3 Khi x bé bằng 3 và bằng căn x khi x lớn 3 thì có bao nhiêu điều cực trị? Thì câu chuyện là cái câu hỏi bài toán này ấy, làm sao lại có bất điểm cử trị Thì các bạn thấy là như này này <laughs> Trước hết là các em thấy hàm số này là hàm số liên tục tại x 3 Tại vì các em để ý này Tại sao hàm số này là hàm số liên tục tại x 3 Các em để ý là lim của fx Khi x tiền đến 3 cộng Thì bằng mấy Bằng lim của fx Lim của căn x X tiền 3 cộng là x lớn 3 mà Thì bằng căn 3 Còn lim của fx khi x tiền đến 3 trừ bằng mấy Thì các em thay 3 vào trên và vào dưới thôi X tiền 3 trừ tức là căn bằng 2 của 3 trừ x cộng với căn 3 này Được chưa? X tiền 3 trừ Và bằng mấy đấy kẻ lực cả lớp Và cũng bằng căn 3 luôn Đúng không? F tại 3 thì cũng bằng căn 3 Rõ ràng F tại 3 các em thay vào Vậy thì Fx liên tục tại x cộng 3 Rồi bây giờ các em để ý nhé Cái hàm số Fx của chúng ta ấy nếu như mà x thuộc khoảng từ âm vô cùng cho đến 3 Thì sao? Thì sao? Các em nhớ này Fx nó một hàm số liên tục từ x bằng 3 Và trong khoảng từ âm vô cùng đến 3 Thì Fx của chúng ta bằng căn bằng 2 của 3 chữ x cộng với căn 3 Thì rõ ràng khi mà x tăng thì cái này giảm Nên cái này nghịch biến Nó sẽ nghịch biến trong khoảng này Đúng không? nó sẽ nghịch biến trong khoảng này rõ ràng luôn còn trong khoảng từ 3 cho đến dương vô cùng ấy đó trong khoảng từ 3 đến dương vô cùng ấy thì nó đồng biến đi lên đó và f 3 của chúng ta bằng mấy f 3 bằng căn 3 thì thì từ đây các kết luận được là gì là hàm số fx có bao nhiêu điểm cực trị có một điểm cực trị nhé đúng không nếu mà các vẽ đồ thị trong đồ thị nó sẽ như vậy hình ảnh đô thị nó sẽ như vậy các em nhá. Thì hàm số f(x) của chúng ta có một điều cực trị. Bài này nếu mà đề bài hỏi các em ấy là hàm số f(x) um, có đạo hàm tại x 3 hay không thì nó các em kết luận được là hàm số f(x) sẽ không có đạo hàm tại x 3 đâu. Cái này các em tính đạo hàm bên phải và đạo hàm bên trái nó ra nhá. Nhưng mà có cực trị thì nó vẫn có đạt cực trị tại x 3, lưu ý điều đấy. Thì câu này cũng là câu mà mà cũng khá là nhạy cả và cũng là một cái câu mà các em cũng phải hết sức cẩn thận. Nếu không các em rất là dễ để các em làm sai câu này. Câu số 13. Đây là câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Cho hàm số y bằng f(x). Biết đồ thị hàm số y bằng f(x) có một đường tiệm cận ngang và một đường tiệm cận xiên như hình vẽ, một đường tiệm cận ngang và một đường tiệm cận xiên nhá. Thì phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này là gì? Để cho phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y bằng f(x) là y bằng trừ hai đây là một cái câu hoàn toàn chính xác các em để ý này đó đúng luôn câu này thì không cần phải ý, không cần phải nháp nhìn phát là biết đúng rồi Uh, câu B đó là giới hạn của hàm số fx khi x tiến đến âm vô cùng thì bằng trừ 2 Câu này cũng chả có gì năn tăn cả Các em nhìn thấy cái đồ thị như này thì chứng tỏ là giới hạn của hàm số fx khi x tiến đến âm vô cùng bằng trừ 2 Hoàn toàn chính xác đúng không? Hoàn toàn chính xác Cái này là đúng luôn này Đó hai câu đúng rồi Câu C giới hạn của hàm số fx khi x tiến đến dương vô cùng bằng dương vô cùng Thì các bạn thấy là như này Với cái việc tiệm cận xiên là như này ấy, Là fx của chúng ta sẽ tiến dần đến cái đường này khi x đến vô cùng thì rõ ràng là giới hạn của fx khi đến vô cùng thì bằng giới hạn của cái 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 phương trình y bằng gx với gx là đường thẳng này này khi tiền đến vô cùng thì đương nhiên nó bằng vô cùng thì câu này cũng đúng luôn anh em nhé cũng đúng luôn mọi thứ đều rất là đúng mọi thứ đều rất là đúng từ vừa nãy đến giờ toàn thấy đúng đó. chưa thấy cái vấn đề gì ở đâu chưa thấy sai sót ở đâu cả thì chúng ta cùng nhau xem xem là câu tiếp theo là đúng hay sai nhá ok ờ, thế câu tiếp theo là gì câu tiếp theo chúng ta có bài toán đó là gì đây Lim của x tiến đến dương vô cùng của fx trừ đi 2x thì bằng âm 2. Nào. Cái giới hạn của hàm số fx trừ đi 2x khi x tiến đến dương vô cùng bằng âm 2 là đúng hay sai? Thì câu này sẽ là câu hơi bị nhạy cảm một tí. Các em chú ý đây. Thứ nhất là các em nên viết cái phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số này. Thì rõ ràng đồ thị hàm số của chúng ta nó có dạng thầy cứ viết là y bằng nếu mà các em viết phương trình đoạn, đoạn chắn thì nhanh nếu không thì thầy cứ viết là y bằng x cộng b đi nhá. Được chưa? Đó, nó đi qua điểm có tốc độ gì? 0 2 đúng không? Nên ta suy x bằng 0 thì y bằng 2 B bằng 2 Tiếp tục nó đi qua điểm có tốc độ x bằng 1 y bằng 0 đúng không? Nên ta sẽ có được x bằng 1 thay vào Bằng 0 Đó, vậy thì phương trình này là gì? Suy ra phương trình của tiệm cận xiên Đó là gì? Tiệm cận xiên là y bằng gì? Y bằng 2x trừ 2 Đó. Các em lưu ý này Thầy lưu ý nho nhỏ nhé Có thể viết Phương trình tiệm cận xiên Bằng phương trình đoạn chắn Cụ thể phương trình đoạn chắn là sao Đó là x chia cho 1 này Cộng y trên âm 2 Thì bằng 1 này Đó Thì các em tương đương với điều gì Ok. Y trên âm 2 bằng âm x cộng 1. Vậy y bằng 2x chứ 2. Đây cũng là một cách để viết nhé. Vậy với việc đây là tiểu cận xiên ấy, thì ta có được điều gì? Nào lim của hàm số fx trừ đi 2x cộng 2. Ở trong đồ thị này thì các em thấy nó là x tiền đến đây dương vô cùng. Đây là các em dựa vào cái tính toán của mình cộng với dựa vào cái đồ thị hàm số bằng 0. Vậy nếu các em chuyển vế thì các em tương đương điều gì? Nào lim của fx mà đem trừ đi 2x cộng với 2 khi x tiền đến dương vô cùng bằng 0. Đúng không? Bằng 0. Vậy nên bây giờ các em chuyển vế đổi dấu thôi nhá. Chuyển vế đổi dấu thì các em tương đương được là lim của fx trừ đi 2x khi x tiền đến dương vô cùng thì bằng âm -2. Bằng âm -2 nên câu này là đúng nốt. câu này là đúng nốt nhá một số bạn sẽ thắc mắc là thưa thầy em tưởng là có tiệm cận ngang thì không có tiệm cận xiên thì thực ra cái suy nghĩ của các bạn ấy nó là cái suy nghĩ mà rất là sai lầm tại vì sao trừ khi nhá có hai tiệm cận ngang thì phải không có xiên đấy là mình đã xét đồ thị hàm số hoặc là có hai xiên thì không có ngang nhưng có ngang thì hoàn toàn có thể có xiên cái chuyện đấy cái chuyện bình thường nha em nhé thầy lấy một cái ví dụ này cái đồ thị này là đồ thị mà thầy lấy một cái ví dụ như đồ thị hàm số này đấy để cho thầy sẽ mô phỏng cho các em luôn một đồ thị hàm số đây mà ra được cái hàm mà có ngang có xiên y bằng trị tuyệt đối của x bình phương cộng 1 cộng x đi các bạn nhìn này nó vừa có tiệm cận ngang vừa có tiệm cận xiên đó tiệm cận xiên là y bằng 2x tiệm cận ngang là y bằng không nó vừa có ngang vừa có xiên nên các em lưu ý là một đồ thị hàm số có cả tiệm cận ngang cả tiệm cận xiên thậm chí đồ thị hàm số có cả ngang cả xiên cả đứng ở đây nếu mà các em thích có đứng nữa thì các em cộng thêm cái một trên x trừ một chẳng là có cả đứng ngay nó vẫn có ngang vẫn có xiên và tiệm cả đứng là x bằng x bằng một Đó. có cả ngang cả xiên và cả đứng nên các em đừng có suy nghĩ một cái chiều là có ngang thì không thể có xiên sai nhá đây có cả ngang cả xiên cả đứng đây thậm chí có cả đủ ba loại luôn cũng có thể tồn tại Trở quan nếu mà có hai ngang thì sẽ không có một xiên có hai ngang xiên là có một ngang Đó. điều thứ hai nữa là các bạn cũng không nên đa nghi cụ thể là khi mà các em nhìn thấy phương án a đúng phần b đúng phần c đúng thì các em các em nghĩ là Uh, bài toán trách nhiệm đúng sai chắc người ta sẽ không cho full một ý đúng đâu nên các em vội vàng các em khoanh đây đê, đê sai thì làm như vậy là cũng 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 kiểu quá là mong, mong chờ vào rủi ro à, mong chờ vào cái mẹ may mắn và nếu mà chúng ta mong chờ vào may mắn thì à, nếu mà lúc nào mà chúng ta may mắn thật thì điểm chúng ta sẽ cao nhưng mà đa số những bạn mong chờ vào may mắn thì các bạn ấy đều là hẹo hết nhá một chiếc xe nặng 1.800 kg được lâng bởi một hệ thống có khung nặng 100 kg và có dạng hình chóp SABCD. Với đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O, được chưa? Hình chữ nhật tâm O. Có AB thì các em thấy nó bằng 10 này. 10 m này. Được chưa? BC bằng 12 m và SC bằng 15 m. Tất cả mọi thông số của bài toán đã được thông tin ở đây rồi. Và SO lại vuông góc với mặt phẳng ABCD như hình vẽ cho gia tốc thì bằng 10 m trên giây bình phương nhá. Độ lớn trọng lực của xe và khung sắt lưng là 1900 Newton. Đúng hay là sai? Các bạn nghe này, độ lớn trọng lực nhá, độ lớn trọng lực. Ý là trọng lượng của xe và khung sắt sắt nâng Thì bây giờ các em để ý này, xe thì nặng 1800 kg, khung sắt nâng thì nặng 900 kg. Nên tổng khối lượng của xe và khung sắt nâng lưng, lưng tổng khối lượng xe cộng với khung sắt là bao nhiêu? 1800 cộng với 100 bằng 1900 kg đúng không? Và khi mà các em có tổng khối lượng là 1900 như vậy thì các em sẽ tìm được ngay cái trọng lượng à, độ lớn trọng lực của xe nhá. Vậy thì độ lớn trọng lực của xe và khung sắt nâng cộng lại với nhau thì các em nhân 10. Tại vì các em nhân với gia tốc, gia tốc các em quy ước bằng 10 ở đây. Được chưa? Ok, vậy thì độ lớn trọng lực của chúng ta nhá thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Đó là P của chúng ta sẽ bằng 1900 nhân với gia tốc 10 thì bằng 19.000 Newton. Nên câu A là sai. Câu A là sai nhá. Rồi câu B này. Câu B này. Ừ. Câu B SO thì bằng 2 căn 41. Thì cái này các em dựa vào cái hình học thôi. SO bằng 2 căn 41 thì các em dựa vào hoàn toàn vào hình học thôi. Các bạn để ý này cái SO các em xác định thì các em tính CO thôi Các em tính CO. Các em có được là CO ấy thì bằng một nửa CA. Một nửa CA thì bằng 1/2 căn của CB bình cộng với BA bình. Được chưa? Ok, thì đương nhiên là các bạn sẽ tìm được ngay, tìm được ngay. Đó, thầy sẽ mang cái máy tính ra nhá. Đó chưa mở máy tính à? Thì đây là máy tính Casio 580 vnx Thì thầy sẽ ấn luôn được cái căn bậc 1/2 nhân căn bậc 2 của gì đấy? 10 bình cộng 12, 12 bình Được chưa? Được bao nhiêu chia 2 thì các em ra căn 61 Như vậy các em tìm được CO Và tìm được CO thì đương nhiên các em tìm được SO Trừ đi CO bình Đúng không? Căn của 15 bình 2 căn 41 Đương nhiên đơn vị đó như vậy, SO bằng 2 căn 41 m hoàn toàn chính xác. Câu C, góc giữa SO và SC nhỏ hơn 30 độ. Góc giữa SO và SC, SO và SC, thì góc giữa SO và SC là góc nào? Và góc đấy tại sao lại nhọn 30 độ? Các em quan sát vào đây. Các em quan sát vào đây. Cái đề bài ấy, có hỏi các em là góc giữa SO và SC. Được chưa? Tức là góc giữa SO và SC là góc này này. Thì các em tính đi SO rồi. Thì các em thấy sin của góc đấy, sin của góc đấy là OSC sin của OSC này, này thì bằng SO trên SC SO của chúng ta bằng 2 căn 41 SC bằng 10 15 để chạy SO chạy SC thì các bạn tính cho thầy xem là phân thức này 2 căn 41 15 rồi bằng bao nhiêu nó sẽ sấp xỉ là 0,85 nhá thì các em muốn biết được là cái góc này bao nhiêu ấy Các em ấn ship sin mũ trừ 1 này Của ans Từ từ đã góc giữa SO và SC Cốt chứ thôi chết rồi Thầy bị lỗi rồi Thầy xin lỗi cả lớp nha Đây là cốt Sửa lại thêm một tí Cốt nhá Thế chị Đèn thế Cốt cốt sửa lại thêm một tí Sửa lại thầy, Đây là cốt nhá Cốt 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 Sorry sorry nhá Nào ship cốt mũ trừ 1 của ans nó Thì từ đó ta suy ra góc OSC, cốt nhá các em sửa lại thêm một tí nhá. Nó sẽ sấp xỉ đâu đó là 31, 378 độ. 31,378 thì nó sẽ phải đương nhiên là lớn 30 độ nên nó nhỏ 30 độ là sai. Nhỏ 30 độ là sai nhá, lớn hơn nhá. Rồi, câu D, lực căng trên mỗi sợi dây cáp nhỏ hơn 10.000 10 Newton. Để mà xác định được lực căng trên mỗi sợi dây cáp thì các em thấy là như này. Khi mà chúng ta quan tâm đến lực căng trên bốn sợi dây này thì phải đều bằng nhau rồi, được chưa? Thì nó sẽ như nào tổng hợp lực căng trên bốn sợi dây này thì các em thấy là khi mà các em xét nguyên trên một sợi dây FA này, này thì giả sử lực căng trên một sợi dây này F này. Đó. Rồi, ở đây các em sẽ em sẽ phải 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 xét cái hình chiếu của lực căng này so với cái trục thẳng đứng với cái mặt đất. Tại vì cái trọng lực của trọng lượng của cả cái hệ thống này trọng lượng của cả hệ thống này nó là bằng bao nhiêu? Trọng lượng của cả hệ thống này là P chúng ta tính được là bằng 19.000 Newton. Được chưa? Ok, thì cái trọng lượng này ý, thì cái lực căng kéo xuống của chúng ta trên mỗi sợi dây này nó nó phải bằng tổng bốn cái lực căng kéo xuống mà giống lên trục thẳng đứng này, này nó phải bằng cái trọng lượng. Được chưa? Như vậy thì các em thấy là như này. <laughs> như vậy <laughs> các em thấy là cái giá trị f nhân với sin của góc sin đây là sin nhá sin góc này để ra thẳng as à, cso cũng được cso à, nhân cốt chứ nhỉ quên mất lại nhân sin rồi được không? <cười> 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 F nhân cốt của ông này Thì nó bằng P chia Chia 4 Đúng không? Ok, từ đó ta suy F của chúng ta Sẽ bằng P trên 4 lần Cốt của góc CSO Được chưa? Nhá Được chưa? Nhá Rồi, nó bằng gì đây? Bằng gì đây? Bằng gì? Bằng gì? 19.000 Newton này trên 4 nhân với 2 căn 41 trên 15. 4 nhân 8 căn Ok. Đó thầy đến cứ sai sai cái gì nhỉ? 4 nhân với 2 căn 41 Có đúng cả lớp nhá Cái lực Có đúng không Đây là thể tính độ lớn đấy nhá Lực căng cho mỗi sợi dây nhá Đúng mà Đúng mà, không sai gì cả Nha. Yeah. Thì nó chỉ đâu đó là xấp xỉ là bao nhiêu? Nó chỉ đâu đó là sấp xỉ là 5 nghìn 563,69 Newton Như vậy cái số kia nó to quá Nhỏ hơn 10 000 Newton là đương nhiên là đúng rồi Làm sao mà nó được căng cho mỗi sợi dây này lại vượt quá được 10 000 Newton Nhá yeah. Ok, không có gì năn tăn cả Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án Là gì đấy Nhỏ hơn là đúng rồi Không có gì năn tần cả Như vậy câu này thì đáp án là gì Câu này đáp án của chúng ta là gì Sai đúng Sai đúng nhá Sai đúng sai đúng Đại tán đã giải quyết Câu này thực ra là không khó đâu em Câu 15 Đồ thị âm số fx thì bằng ax mũ 3 cộng b bình phương cộng c cộng 5 tiếp xúc với trục hoành tại điểm A có tốc độ là âm 2 không và cắt trục tung tại điểm B mà tiếp tuyến tại B có hệ số góc bằng 3. Được chưa? Rồi các bạn nghe này. Nó cắt trục tung tại điểm B. Nó cắt trục tung tại điểm B. Thì cắt trục tung tại điểm B thì chứng tỏ đồ thị số này đi qua điểm có tọa độ là gì? B thuộc OI. Vậy hoành độ của B bằng bằng 0. Vậy nên B có tọa độ gì? B có tọa độ 0. 0 mấy? Hoành độ B0, tung độ B bằng ấy, tung độ B bằng F0 này này các em. Đây thì viết từ từ ra nhá. Cho các em dễ tung độ của B B thuộc đồ thị hàm số mà Thầy FxB x là F0 thì bằng 5 Vậy nên B có tốc độ 0,5 Hoàn toàn chính xác Nhá Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ phát họa cho các em xem Cái đồ thị trông hình thù nó như nào Nó tiếp xúc với trục hoành Tại điểm của hoành độ là âm 2 Và nó cắt trục tung điểm này đi Nó Mình cũng không biết là đồ thị nó Nó sẽ sẽ, sẽ đi theo chiều hướng như nào Nhưng mà cái hệ số góc của tiếp tuyến tại B Bằng bằng 3 bằng 3 thì nó sẽ tầm đây đi ví dụ này được chưa thì nó tiếp xúc đây nó kiểu kiểu như này đi mình cứ vẽ này đi nó kiểu như này đi nó có thể nó như này ok mình cũng không biết được đồ thị như nào nhưng mình cứ vẽ bừa ra để các em dễ hiểu thôi nào tiếp tục này ý b f âm hai bằng f 2 bằng không là đúng hay sai ý a xong nhá ý b này các em thấy là đồ thị hàm số này tiếp xúc với trục hoành tại điểm a có tọa độ là âm 2 không Vậy để mà tiếp xúc với trục hoành thì ta phải có được là F phẩy tại âm 2 bằng 0 Tại vì cái sự tiếp xúc của nó Đúng không? Còn tiếp theo là đồ thị hàm số này đi qua điểm A có tọa độ âm 2 không Nên F tại âm 2 cũng phải bằng 0 Như vậy ý B là đúng Nha. Tất cả hai ý này nó chỉ cần xuất phát từ cái giả thiết là đồ thị hàm số tiếp xúc với OX tại điểm A có tọa độ âm 2 không Vậy thôi, thế nào quá đủ Câu C F phẩy tại 0 bằng 0 Thì các bạn thấy là cái giả thiết của chúng ta cho chúng ta thông tin Là tiếp tuyến tại B Tiếp tuyến tại B có hệ số góc là đạo hàm tại hoành độ tiếp điểm Hệ số góc của tiếp tuyến tại B Hệ số góc của cái tiếp tuyến tại B Của tiếp tuyến tại B đó là k bằng f phẩy tại 0 F phải tại 0 và d bài cho cái hệ số góc này bằng 3 Nên F phải tại 0 bằng 3 Nên câu này là sai Được chưa Được chưa nhá Rồi câu D này Câu D 4 lần F1 thì bằng 27 Thì câu này nó sẽ hơi khó một chút Câu này thì các em phải xác định được cái hệ số ABC Các em mới tìm được F1 Tại vì nếu không thì các em không có đủ thứ dữ kiện để các em tìm F1 Nên ở đây các em muốn tìm cái hệ số ABC ấy, Các em dựa vào ba cái thông tin Mà chúng ta Collect được từ vừa nãy giờ Đó là F' tại âm 2 F tại âm 2 Và F' tại 0 Vậy ba thông tin này Kem sẽ tìm được như sau F' tại âm 2 bằng 0 Đúng không? Ok Ta có được F'x bằng gì? Nào F' tại x bằng gì? 3ax bình phương Cộng với 2bx cộng c Rồi F' tại âm 2 bằng 0 X điều gì nào? F phải tại âm 2 bằng 0 cho điều gì? Nào sẽ điều gì? 3 nhân với âm 2 bình phương là 10 2A này Trừ đi 4B này Cộng C này bằng 0 Đây là F phải tại âm 2 bằng 0 Thế bữa âm 2 vào, vào kem nhé Thứ hai là kem còn có thông tin gì? F phải tại 0 thì bằng 3 Thì ngay em tức các em có C bằng 3 Cuối cùng kem có thông tin này F tại âm 2 bằng 0 Đúng không? F tại âm 2 bằng 0 nhá S âm 2 bằng 0 kem có đoạn âm 8A cộng với 4B trừ đi 2C cộng 5 bằng 0. Từ đây mình sẽ tìm được A bằng mấy, B bằng mấy và C bằng mấy. Thì để mà tìm ABC. Được chưa? Các bạn có thể mang Casio ra. C thì đương nhiên rồi. Chắc chắn C sẽ bằng bằng 3. Không có gì năn tăn cả. Chủ yếu là tìm A và B mà thôi. Thì tìm A và B. Các em có thể tìm như sau. Các em ấn menu. À, menu 912. Được chưa? Các em giải hệ hai phương trình hai số 12A trừ đi 4B bằng âm C. Thứ hai nữa là âm 8A cộng 4B thì bằng 2 nhân với C chữ 5. Các em tìm là A bằng âm 1 phần 2. Và B bằng mấy? B bằng âm 3 phần 4. Hơi xấu nhỉ? Yeah. Hơi xấu. À, rồi. Hơi xấu. Lên. Lên mình sẽ có được cái Fx của chúng ta sẽ bằng gì? Bằng âm 1 phần 2 nhân với x mũ 3 này trừ đi 3 phần 4 nhân x bình phương này cộng với 3x cộng 5. Do đó thì mình sẽ có được F1 bằng gì? F1 các em thấy bằng 1 vào nhá. Rồi. F1 thế bằng 1 vào. Âm 1 phần 2 trừ 3 phần 4 cộng 3 cộng 5. Rồi 27 phần 4. Người ta suy ra 4 lần F1 thì bằng 27. 4 F1 bằng 27 thì các em chọn được đáp án gì đây? 4 F1 bằng 27 chọn đúng. Như vậy đáp án của câu này là gì? Đáp án của đề này là gì? Đúng, đúng. Sai đúng. Nhớ chưa nhỉ? Đúng đúng sai đúng nhá. Nào. Câu 16, ba xạ thủ bắn súng một cách độc lập. Xạ thủ A có thể bắn trúng mục tiêu 4 lần trong 5 lần bắn, 4 trong 5 lần bắn. Xạ thủ B có thể bắn trúng mục tiêu 3 lần trong 4 lần bắn và xạ thủ C có thể bắn trúng mục tiêu 2 lần trong 3 lần bắn. Tức là cái A là gọi um, xác suất để xạ thủ A bắn trúng là 4 phần 5 B bắn trúng là là 3 phần 4 Và C bắn trúng là 2 phần 3 Các bạn hiểu như vậy Đúng không? Rồi Câu A nhỏ xác suất để A bắn trúng mục tiêu là gì? 4 lần 5 lần bắn thì 4 lần trúng mục tiêu Nãy xác suất là 4 phần 5 Nó bằng 0,8 Như vậy câu A là sai Câu B xác suất để B và C đây các em lưu ý lưu ý các số số này các số độc lập nhé số để B và C bắn trúng và A bắn trượt là gì nào B mà chúng thì cái xác suất để B trúng là gì? 3 lần trúng trong 4 lần bắn là 3/4. C bắn trúng thì cứ 2 lần bắn trúng trong 3 lần bắn thì là 2/3. Rồi, A và bắn trượt thì cái xác suất để A bắn trúng là gì? Là 4/5 thì A bắn trượt là 1/5. Được chưa? Nên đối với IB các em sẽ có cái xác suất để B C trúng A trượt. Thầy viết là P của BC A ngang đi nó bằng 3 phần 4 nhân 2 phần 3 nhân 1 phần 5 thì bằng 1 phần 1 phần 10 bằng 0,1 Vậy câu này là hoàn toàn chính xác Câu này là hoàn toàn chính xác nữa mình nhá Hoàn toàn chính xác Được chưa Rồi các bạn nghe này ờ, Các em nghe này Sao suất để cả ba người đều bắn trượt Là 1 phần 60 là đúng hay sai Câu C của chúng ta ấy Câu C này Câu C này Cả ba người đều bắn trượt Thì B trượt là bằng bao nhiêu? 1 phần 4 C trượt Là bao nhiêu? 1 phần 3 Và A trượt cả 3 người đều bắn trượt đây Là 1 phần 5 Vậy xác suất để cả 3 người đều bắn trượt Các em lấy 1 phần 4 Nhân 1 phần 3 Nhân 1 phần 5 Thì bằng 1 phần 60 Nên câu này cũng là hoàn toàn chính xác Nhá Câu D Xác suất để có đúng 2 người trong 3 người bắn trúng mục tiêu thì đối với cái ý D có đúng hai người trong ba người bắn trúng mục tiêu đúng không? Có đúng hai trong ba người bắn trúng mục tiêu. Thì các em có các trường hợp xảy ra để có hai người trong ba người để bắn trúng mục tiêu. Thứ nhất là A trúng, B trúng và C C trượt. Đó. Thì hai người bắn trúng một người bắn trượt nhá. Thì cái xác suất này bằng bao nhiêu? Nó bằng PA nhân PB nhân với PC ngang. A trúng của chúng ta là bao nhiêu? 4/5 nhân với 3/4 nhân với 1/3. Được chưa? Thì bằng 1 phần 1 phần 5 A trúng B trượt C trúng A trúng là 4 phần 5 B trượt là 1 phần 4 Còn C trúng là 2 phần 3 Bằng 2 phần 2 phần 5 Được chưa? Đâu? 2 phần 5 đâu nhỉ? A trúng Đúng không? A trúng là 4 phần 5 này B trượt B trượt là 1 phần 4 C trúng là 2 phần 3 44 triệu tiêu là 2 phần 2 phần 15 chứ 2 phần 15 tí nhầm Cuối cùng là cái xác suất để A và B Thì A trượt B trúng C trúng Thì nó chính là cái xác suất của ý A Ý A mình đã chỉ, chỉ tính rồi Nó bằng 1 phần 10 Như vậy xác suất cần tìm là xác suất để sao cho có đúng hai người bắn trúng một người bắn trượt Thì nó là cộng ba cái xác suất này lại với nhau Để cho công thức cộng xác suất 1 phần 5 Cộng với 2 phần 15 Và cộng với 1 phần 10 rồi các bạn tính cho thầy xem cái giá trị này sẽ bằng bao nhiêu Thì tốt nhất là các bạn dùng Casio ra Nhá Các em lấy 1 phần 5 cộng với 2 phần 15 cộng 1 phần 10 Con số của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu 13 phần 30 Và đáp án là 13 phần 30 Hoàn toàn chính xác Nên cái câu này là câu, câu đúng luôn Vậy đáp án của chúng ta ở đây sẽ là Sai Đúng Đúng Và đúng Nhá Câu số 17 này đây là câu hỏi trắc nghiệm điền đáp số, một chất điểm chuyển động theo quy luật để S thì bằng âm -2 nhân với t mũ 3 cộng 12t bình phương cộng 14t, trong đó t tính bằng giây là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S là mét là tính là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Đúng không? Rồi, khi đó vận tốc v mét trên giây của chất điểm chuyển động đạt giá trị lớn nhất thì bằng bao nhiêu? Vận tốc v mét trên giây của chất điểm đó đạt giá trị lớn nhất thì bằng bao nhiêu? Thì các em thấy là như này. Vận tốc v nó bằng đạo hàm của quãng đường đúng không? Thì bằng âm 2 x 6 là 6 t bình phương cộng với đây là 24 t cộng với 14. Và đề bài yêu cầu các em tìm xem cái giá trị này mắc bằng bao nhiêu thì các em có thể đặt âm 6 làm nhân tử chung trong t bình phương trừ đi 4 t cộng 4 đi thì cộng với đây là 38 thì bằng âm 6 nhân với t trừ đi 2 tất cả bình phương cộng với 38 thì đương nhiên nó nhọn bằng 3 38. Và dấu bằng sẽ T bằng 2, tức là sau 2 giây thì vận tốc sẽ đạt giá trị lớn nhất nhá. Cái câu này các em chọn đáp án là 38. Nó vận tốc v mét trên giây của chất điểm Đạt giá trị lớn nhất thì bằng bao nhiêu? Thì bằng 38 nhá. Bạn Đức soạn một bản nhạc. Ở dòng đầu có 7 nốt là son son fa fa mi mi re. Đó. Cả 7 nốt đó cùng có có cùng trường độ. Được chưa? Đó, các bạn biết trường độ là gì không? Các bạn biết trường độ là gì không? thầy cũng không rõ lắm đâu nha thầy chỉ hát được thôi chứ nói chung là mấy cái từ trường độ mấy các cái từ thuật ngữ liên quan đến chuyên sâu về âm nhạc thầy cũng không rõ lắm đâu nào nhưng mà tóm lại là như này này nôm na là kem có bảy cái cái từ son son va fa, fa mi mi re xếp thành hàng như này nôm na là như vậy kem mới hiểu như vậy trường độ nó kiểu như thế nhá khi mà em học về thanh nhạc thì em thấy là những cái này còn có nốt trắng là nốt nghỉ nó dài hơn này hoặc là những nốt liền kiểu như này này đó Nói chung là những cái đấy là những cái phức tạp, những cái đấy là những cái gọi là học âm nhạc nâng cao thì các em sẽ hiểu. Còn bây giờ học âm nhạc cơ bản thì các em cứ hiểu là à đây là nốt son này, đó, nó vào cái chỗ này này, nốt son này, nốt pha này, nốt fa, này. Nốt, fa này. nốt mi, nốt mê, nốt rê tóm lại là cho nó có một cái, cái 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 nốt nhạc và cái chữ này nó thể hiện ở cái đầu dòng này. Nếu các nốt đó được sắp xếp theo một thứ tự ngẫu nhiên thì có bao nhiêu giai điệu khác nhau? À, thế tức là bây giờ thầy mới sắp xếp cái thứ tự này một cái cái ngẫu nhiên thì thầy đếm xem là có bao nhiêu giai điệu khác nhau sau đó thầy tính xem là à cái giai điệu nó có hay không được chưa son son fa fa mi mi re hoặc là fa fa mi mi re re son à không fa fa mi mi re son son hoặc là son fa son fa mi re mi đấy cũng là một cái cách để mình sắp xếp nói chung là sắp xếp ngẫu nhiên thì mình sẽ đếm xem có bao nhiêu giai điệu khác nhau đó thì bây giờ nhá cái này nó không khác gì là hoán vị nập bản chất là các em mang bảy cái phần này kem hoán vị đó là bảy dây thừa nhưng nó bị lặp lặp là cái gì hai cái son này hoán vị thì lặp với nhau thì là hai dây thừa hai cái pha này hoán vị lặp với nhau là hai dây thừa hai cái mi này khi kem hoán vị với nhau thì kem cùng một cách nên kem các phải chia cho hai dây thừa nên đây chính là hoán vị lặp thôi và cái cách mình làm nó thực sự nó rất rất là dễ quá là dễ luôn bạn nào mà không làm được bài này thực sự rất đáng tiếc tức là các em không làm được bài này gần như là cái việc nó hoán bị nạp là mình không biết gì cả thì mình mới có 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 thể không làm được bài này chứ bài này thì thì, thì thầy nghĩ là không có không có cơ hội để, để không làm được nếu mà biết nó hoán bị nạp rồi thì quá dễ 630 đáp án là 630 như vậy các bạn thấy không âm nhạc thực sự nó rất là kỳ diệu và nó có mối quan hệ với toán tức là nếu như mà chúng ta sắp xếp các cái từ như thế này một cách hoán vị hoán vị tất cả các trường hợp có thể xảy ra Thì kem có được 630 giai điệu khác nhau Như vậy rõ ràng một người nghệ sĩ Thì người ta không thể dựa vào những cái giai điệu này Người ta thống kê tất cả giai điệu này Xong người ta nghe xem giai điệu nào hay để người ta soạn được Mà người ta phải dùng cái cảm thụ của họ Để họ cảm nhận được là à, Giai điệu này sẽ là giai điệu hay Son, son, fa, fa, mi, mi, re Kiểu như vậy Chứ không thể là chúng ta hoán vị xong chúng ta chờ chúng ta ấn vào máy tính để chúng ta nghe xem cái giai điệu nào hay xong chúng ta sáng tác nhạc. Sáng tác thế không được. Nó phải là cái cảm nhận với mục tiêu có thể bỏ tiền ra mua vé tham gia concert âm nhạc của một ca sĩ để cho ca sĩ này thì có thể là ca sĩ nổi tiếng thì giá vé mới là một triệu được chưa thì chắc là ca sĩ nổi tiếng thôi nhưng mà đề bài không cho biết ca sĩ nào nhưng mà các em cũng không quan trọng những cái vấn đề đấy đâu thì em vinh quyết định khởi nghiệp bằng cách là cái này mới là quan trọng này bắt đầu quan trọng này bán pizza Đó, bán pizza giá học sinh mỗi cái là 15.000 năm đồng à, giá này thì bằng cốc trà sữa rẻ ăn cốc trà sữa ốc sinh nhỉ yeah. pizza như này quá rẻ nó không khác gì bằng một cái bánh mì ở ngoài hà nội à, vì à, bánh mì bây giờ cũng chẳng có bánh mì mười 000 nghìn vì chưa có nhiều kinh nghiệm để tìm ra nguồn hàng giá rẻ nên em vinh sau khi tìm được cho mình nguồn hàng đã tính toán được chi phí trung bình cho mỗi bánh pizza à, đây là cái chi phí trung bình để cho mỗi bánh pizza và ở đây x đại diện là số lượng bánh pizza bán ra mỗi ngày điều đó có nghĩa là gì nếu như ông này ông, ông ông bán được có một cái bánh pizza thôi thì cái chi phí để sản xuất cái bánh pizza cái bánh đấy nó có 3 nhân với 0 nhân 1. Nhưng khi mà bán càng nhiều bánh pizza thì cái chi phí trung bình cho một cái bánh pizza càng ngày càng lớn lên. Đúng không? Và câu hỏi là gì? Câu hỏi đặt ra là em Vinh có thể bán được bao nhiêu ngày là nhanh nhất tại vì em này em rất là háo hức để em có thể đi được uh, tham dự sự kiện thì em này em có thể báo để đủ tiền mua vé, vé 1 triệu. Vậy để mà bán nhanh nhất thì em phải tính xem là cái lợi nhuận một ngày của em Vinh mắc pin là bao nhiêu. kem em phải tính xem là à cái tiền nãi một ngày nhiều nhất có thể là bằng bao nhiêu. Đúng không? Đó. Được chưa? Thì để mà lợi nhuận một ngày nhiều nhất thì cái chi lợi nhuận bằng gì? Bằng doanh thu trừ chi phí. Được chưa? Thì lợi nhuận một ngày. Lợi nhuận mỗi ngày. Lợi nhuận một ngày em ạ Vinh bán là gì? Mỗi ngày Vinh bán là gì? Nào 15.000 một cái Và bán là x cái đi Mỗi ngày bán x cái X là đại diện cho số lượng bán bi ra mỗi nhà Như vậy kem lấy 15.000 nhân x Xong trừ đi Đây là chi phí trung bình cho mỗi chiếc pizza Trừ đi 3 cộng với 0.5 x Tiếp tục kem phải nhân x Được chưa? Ok thì đây chính là cái lợi nhuận Vinh bán ra được một ngày Với x là số lượng bán bánh pizza mỗi ngày nhá. Thì cái này bằng 12x trừ đi 0,5 nhân x bình phương Và cái này mắc pin bằng bao nhiêu Mắc bằng bao nhiêu nhá. Thì cái này quá dễ rồi Các bạn tự tìm cho thầy nhá. Menu 922 xem nào Rồi giá trị lớn nhất của nó thì bằng bao nhiêu đây Ok bằng 72 cái này nhọn bằng 72 000 đồng đơn chúng ta đang nói với đồng nhé à. Dấu bằng sẽ A khi bao nhiêu Dấu bằng là x bằng bao nhiêu X bằng 12 Nghĩa là Để mà tối đa hóa được cái lợi nhuận Thì em Vinh nên sản xuất và bán đúng 12 chiếc một ngày thôi Lúc đấy thì cái lợi nhuận của em đấy sẽ đạt là 72.000 còn nếu mà giả sử mà bán ít hơn thì lợi nhuận kém hơn, bán nhiều hơn lợi nhuận cũng ít hơn. Thậm chí bán nhiều nữa thì lợi nhuận có khi còn có lúc âm cơ. Được chưa? Bán mà nhiều nữa thì có khi lợi nhuận còn có lúc âm cơ. Nên bán là mình cũng phải tính toán. Tại vì khi mình sản xuất càng nhiều thì đương nhiên là cái dây chuyền sản xuất của mình càng lớn. Ví dụ bình thường này em sản xuất tầm độ khoảng 12 cái thì em chỉ cần sử dụng một cái máy sản xuất pizza thôi. Nhưng khi em sản xuất đến cái thứ 13 rồi thì em bắt buộc em phải đầu tư thêm một cái nữa thì lợi nhuận à, nuôi chi phí nó tăng lên. Nó kiểu như thế. Ok, thế thì, vậy thì để mà đủ 1 triệu đồng thì cần bao nhiêu ngày để có thể đủ 1 triệu đồng? Thì số ngày của chúng ta là gì? Số ngày cần thiết. 1 triệu là 1.000.000 nghìn, nghìn đồng chia 72, đúng không? Ok, 1.000.000 nghìn, nghìn đồng chia 72. Các em tính cho thầy xem giá trị này là bao nhiêu. Con số này nó đâu đó là sấp xỉ 13,8 Nên cần ít nhất là bao nhiêu ngày? Nha, đáp án là 10, 14. Cần ít nhất là 14 ngày. Nha, ok. Đó, 13 ngày chưa đủ đâu các em. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, cần ít nhất là 14 ngày. 13 ngày này chưa đủ. 14 ngày mới đủ. 13 ngày thì chưa đủ chưa đủ 1 triệu nhá. Câu 20 này Cho x, y, a là các số thực X cộng y thì bằng 2a trừ đi 4 Và x nhân y thì bằng a bình phương trừ đi 3a cộng 5 Để bài yêu cầu các em đi tìm giá trị nhỏ nhất của x bình cộng y bình Thì câu này là một trong những bài toán mà các em làm sai rất là nhiều Lý do đơn giản là vì chúng ta làm quá chủ quan các em nghe này. Các em có được cái x bình cộng y bình nó chính là x cộng y tất cả bình phương trừ đi 2 lần xy đúng không? Rồi, cái này là 2a trừ đi 4 tất cả bình phương trừ đi 2 lần a bình phương trừ đi 3a cộng với cộng 15. Rồi, nó bằng gì? Bằng 4a bình phương trừ đi 16a cộng 16 trừ đi 2A bình phương cộng 6A trừ đi 10 Và ngay lập tức em có được cái này là 2A bình phương trừ đi 10A và cộng với 20, 26 Và tới đây rất rất nhiều bạn làm sai bài này ở chỗ đó là Đó là các em làm gì nhỉ? Đó là các bạn làm À mà từ đã thầy xem có đúng rồi các bạn làm sai không? Menu 5922 Các em làm này Đó các bạn thấy là giá trị nhỏ nhất Để bài yêu cầu các em tìm giá trị nhỏ nhất đúng không? Giá trị nhỏ nhất là bằng 27 phần 2 Ở à, Cộng 6 à, thế viết nhầm à? Ở à đây cộng 6, bảo sao? Cộng 6, ok, sorry cả lớp Cái này cộng 6 thôi nhá Không sao? Giá trị nhỏ nhất của chúng ta Thì em lại thấy là ố giá trị nhỏ nhất là âm 13 phần 2 à? Trời đất ơi Âm, làm sao bây giờ? Thế em không biết phải xoay sở thế nào nữa đúng không? Tới đây rất nhiều bạn tới đây là cũng không biết là bây giờ mình nên 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 về xoay sở như thế nào. Đúng không? Thế nên cái cách thức mà chúng ta xử lý bài này là do kem quên mất cái điều kiện của A. Cái điều kiện của A. Tức là để mà A tồn tại thì XY nó phải tồn tại. Được chưa? Cái điều kiện của A ở đây là chúng ta không để ý. Thì cái điều kiện của A là gì? Cái điều kiện của A là gì? X cộng Y tất cả bình phương lớn bằng 4XY. Các bạn lưu ý này Lưu ý này X cộng Y tất cả bình phương lớn bằng 4 xy Cái này xuất phát từ cái việc là delta thôi Hoặc là các em thấy là khi mà các em có hai số khi biết tổng Và tích Thì x và y là nghiệm của phương trình x bình phương Trừ đi 2a trừ 4 nhân với x Cộng với a bình phương trừ đi 3a cộng 5 Và để tồn tại nghiệm Thì delta nó phải dương Delta lớn bằng 0 Nghĩa là các em có được 2a trừ 4 bình phương trừ này lớn bằng 0 Đấy cũng là một cách Hoặc các em làm đơn giản Các em chỉ lấy đơn giản à, Cái bất ở thức này Nó thỏa mãn Thì nó phải tồn tại A nhá Không phải là A bằng bao nhiêu Thì cũng tồn tại X đâu Chưa chắc là Chưa chắc là Chưa chắc là cái dấu bằng sẽ A Đã tồn tại X Nên cái này là cái Hết sức cẩn thận nhá. Rồi Cái này tương đương điều gì 2A trừ đi 4 Tất cả bình phương lớn bằng 4 lần A bình phương trừ đi 3 cộng với 5 Ok Các bạn tương đương với điều gì 4A bình phương trừ đi 16A cộng 16 4A bình phương trừ đi gì đấy 12A cộng với 20 Tương đương với A Các bạn thấy không A nó sẽ nhỏ bằng gì đây Đúng không 16 A nhỏ bằng âm 1 Đúng nhờ Các em kiểm tra thì các em sẽ thấy được A nhỏ bằng âm 1 Nhá đó Rồi bây giờ các em khảo sát hàm số Xét hàm số fx Bằng Ở đây là 2 A bình phương trừ 10 A cộng 6 Trên cái nửa khoảng từ âm vô cùng đến âm 1 Thì các em có được cái fx bằng gì fx của chúng ta sẽ là 2 A FA đi sửa bạn Đây là FA nhé FA Thì FA nhé Đạo hàm ra thì nó là 4a trừ đi 10. Tương nhiên là âm. Do đó thì từ đấy các em sẽ tìm được là hàm số đại nghịch biến đúng không? Đó, à, hàm số đại nghịch biến nghịch biến trong khoảng từ âm vô cùng đến âm 1 thì FA nó nghịch biến. Do đó thì min của FA trên nửa khoảng từ âm vô cùng đến âm 1 bằng F tại trừ 1. Em thế vào là xong nhá. Đáp án là 18. Dấu bằng sẽ A khi nào? Dấu bằng sẽ A khi A bằng âm 1 và từ đó kem tìm được x và y thôi. A bằng âm 1 thì tồn tại x và y nhá. Còn ví dụ nhiều bạn lại đi làm min nó không cẩn thận là kem vẫn rất là dễ làm sai bài này. Câu này trông nghe thôi nhưng mà kem để ý cái dấu bằng. Nó là bài toán min mắc nên các em phải hết sức chú ý cái dấu bằng. Nên câu này cũng rất là dễ bị nửa đấy các em ạ rất là dễ để kem bị lừa câu này nếu kem không để ý thì dấu bằng là kem em rất dễ bị lừa luôn nhá thì đây cũng là một cái trong những câu mà mà cũng phải hết sức cẩn thận nhá câu 21 hình vẽ bên mô tả một phần của dòng sông nhá với bờ trái được cho bởi đường thẳng x bằng trừ một và bờ phải là trục tung được chưa nhá một phần của dòng sông nào một phần của dòng sông nhá Uh, đi của con thuyền trùng khớp với đồ thị của hàm số này Các em thấy là cái con thuyền này đi này Và nếu mà các em xét cái hệ trục tọa độ này Thì cái con thuyền trùng khớp với đồ thị hàm số là y bằng âm căn bậc 2 của len của x cộng 2 Với âm 1 bé bằng không bé bằng x bé bằng không Nó các bạn nhìn thấy Hãy xác định khoảng cách ngắn nhất từ con thuyền đến điểm đích o trong cả quá trình chuyển động đó, tức là từ con thuyền đến điểm đích điểm o lẽ ra là cái cái con thuyền này xuất phát từ đây và rất là muốn đến đây tuy nhiên là vì nước chảy nên con thuyền nó sẽ đi theo đúng cái phần đồ thị này biết rằng mỗi đơn vị trên hệ trục tọa độ oxy có chiều dài là 100 m kết quả làm tròn tới hàng phần trục được chưa rồi bây giờ các bạn nghe này bây giờ giả sử ở tại một cái thời điểm a nào đó thì hoành độ là x và tung độ là là y được chưa thì tại thời điểm A các em có được âm 1 bén bằng x bén bằng 0 Các bạn sẽ có được cái y của chúng ta Xong so bằng âm căn bậc 2 của len của x cộng 2 Nên cái tọa độ của điểm A là gì? X này âm căn bậc 2 của len của x cộng 2 đúng không? Rồi và do đó các bạn sẽ xét cái độ dài OA nhá Các em có được như sau Các em có này Độ dài OA Xét OA bình phương đi Thì nó nó đặt min các em cần phải xử lý O bình phương min O bình phương bằng nè x bình phương cộng với len của x cộng 2 Đó, à, được chưa Và cái này min Và các em xét hàm số này là hàm số F, Fx Và các em khảo sát hàm số Fx ra Nhá. Có F x bằng gì F x của chúng ta Sẽ bằng 2x Cộng với 1 trên x cộng 2 Do đó thì F x bằng 0 khi nào F x bằng 0 khi 2x nhân x cộng 2 Cộng 1 bằng 0 đó, được chưa? Rồi, thì cái này các em dùng Casio ra nhá. Thì các bạn sẽ menu 922 này. Nào 2x cộng 4 cộng 1. X của chúng ta các em nhớ là các em lấy giá trị trong khoảng từ âm 1 đến 0 thôi. Quá trị này ok này. Giá trị này thì nhỏ quá. Các em lấy giá trị này thôi. Đó, à, tương đương với là x của chúng ta sẽ bằng là âm -2 cộng với căn 2 trên 2. Do chúng ta lấy x thuộc khoảng từ âm 1 đến 0 thôi. Ok nhá. Vậy thì min của fx bằng gì? nó bằng F tại âm 2 cộng với căn 2 trên 2. Đúng không? Nhá. Yeah. Ok. Nên cái độ dài OA min của OA nó sẽ bằng căn bậc 2 của cái này. Anh em nhớ đây là Fx bằng OA bình phương. Nên cái này bằng căn bậc 2 của F của âm 2 cộng với căn 2 trên 2. Tất nhiên là em phải nhân thêm 100 là quãng đường. Quãng đường của chúng ta là gì? Tức là khoảng cách min, khoảng cách thực tế min. Yeah khoảng cách thực tế min em phải nhân lên 100 Tại vì các em thấy là độ dài đơn vị trên hệ trục tọa độ ấy có chiều dài là 100 Nên khoảng cách thực tế Min đơn vị theo mét đúng không Thì các em lấy 100 Nhân với căn bằng 2 của F tại Âm 2 cộng căn 2 trên 2 Thì đây là đáp án của chúng ta Đúng không Thì đây các bạn sẽ nhập vào đây Các em nhập vào đây để các em ra được con số chính xác nhé đó, kem nhớ là kem cẩn thận nhầm một tí thôi là cũng không được đâu. Kem nhập vào đây là 100 nhân với căn bằng 2 của Fx. Fx của chúng ta ở đây đó là bằng x bình phương cộng với len của x cộng 2. Được chưa? Kem ấn can cho thầy này. X bằng âm 2 cộng với căn 2. Chia 2. Enter. Rồi. Con số này nó sắp xỉ đâu đó là 77. Phải... À, nằm tròn đến chữ số làm tròn tới hàng phần chục thì nó làm tròn đến hàng phần chục là 78, phải mấy đấy làm tròn tới hàng phần chục nhá phần chục chứ không phải làm tròn tới hàng chục các em phải phân biệt được thế nào là làm tròn tới hàng phần chục và làm tròn tới hàng chục phần chục tức là cái chữ chữ số thập phân thứ nhất này, này. thì 7 đằng sau đó là 7 nên làm 77, 77,8 đáp án của chúng ta sẽ là 77,8 đó là làm tròn tới hàng phần chục thì đáp án là 77,8. Và tất nhiên là chúng ta đang xét là mét. Để bài cho rất rõ ràng như vậy nhé Nên đáp án là 77,8m Được chưa nhỉ Câu số 22 Cho khuôn gian OXYZ Cho hình năng trụ đứng ABC, A, B, C Có tọa độ các đỉnh A, B và C Được chưa? Rồi Biết rằng là thể tích hình lăng trụ thì bằng 3 Điểm A phải có tọa độ là ABC Trong đó có C nhọn 1 Thì giá trị của B mũ 3 thì bằng bao nhiêu? Nó hỏi rất đơn giản thế thôi Nhưng mà ở đây các em thấy là như này Thứ nhất là chúng ta cần phải xác định được cái độ dài a', a phải rồi. Thứ hai là các em lợi dụng cái tính chất là a' phải là vuông góc với AB và AC. Đây là lăng trụ đứng để các em tìm nốt tọa độ điểm a'. Phải. Nên cái việc đầu tiên là các em cần phải xác định được độ dài a' phải trước đi. nhá. Độ dài a' phải các em xác định bằng cách nào? Độ dài a' phải các em xác định bằng cách nào? Thì các em có thể xác định độ dài a' phải bằng cách như sau, các em lợi dụng vào cái tính chất là diện tích à thể tích của hình lăng trụ thì em tính diện tích tam giác ABC cho thầy Thì xem xem tam giác ABC nó có điều gì đặc biệt hay không Thì tam giác ABC các em có được AB Viết AB bằng gì AB lấy B trừ đi A Nó là 1 này 0 này âm 1 Viết AC các em lấy C trừ A Nó là âm 1 này 1 này âm 1 Được chưa nhá Rồi Các em nghe tiếp này Nghe tiếp nhá Như vậy thì các em thấy là như này các em thấy ngay được là vector AB nhân vector AC. Wow, bằng mấy đấy? Bằng bằng 0. Vậy thì hóa ra tam giác BC vuông nhá. Suy AB vuông với AC. Vậy thì các em có được cái diện tích tam giác ABC bằng 1/2 của AB nhân AC. Tại vì các em có dính vào thể tích thì em tính diện tích đi. Bằng 1/2 AB là căn 2 này, AC là căn căn 3. Được chưa? Thì bằng căn 6/2. đúng không căn 2 căn 3 là căn 6/2 Ok mà thể tích của lăng trụ nên ta tính là độ dài a phẩy này bằng bao nhiêu đây bằng căn 6 như vậy a phải bằng căn 6 rồi bây giờ là lúc mà chúng ta bắt đầu kem xử lý cái thằng a phẩy này nào kem có những thông tin gì nhá nào bài này cũng không phải dễ đâu Các em nghe này Thứ nhất là các em có được đây là năng trụ đứng Thế nên vector A phải Nó sẽ cùng phương với cả cái vector Tích có hướng của AB và C Nhá. Nhận xét này Nó A phải nó vuông góc với AB Và A phải nó cũng vuông góc với AC Nên A phải nó sẽ cùng phương với tích có hướng vector A phải nó cùng phương với tích có hướng của vector AB và vector AC được chưa? Tại vì sao? Cái tích có hướng của vector AB và AC nó làm một vector nó sẽ vuông góc với cả AB và AC. Tức là vector đấy sẽ vuông góc mặt phẳng ABC này. Mà A phải cũng vuông góc như vậy với mặt phẳng ABC. Do đó A phải nó cùng phương với cả cái vector này. Nên bây giờ các em tính tích có hướng của hai vector này ra, xem xem nó bằng bao nhiêu. Đó thì đương nhiên chúng ta sẽ đi tìm tích có hướng. Menu 513. Đó, 1 bằng 0 bằng âm 1 bằng. Sau đó các em ấn luôn option 123 để các em nhập vào vector AC nó là 1 1 1. Sau đó các em lấy tích có hướng này enter một cái 121 bằng bằng gì đây? 121 được chưa? Thì đấy, đấy là vectơ a'. Phải. Cái vectơ a' phải là như thế này, đúng không? Ok nhá. Nào, nghe này. Nghe này. Nên ta thấy độ dài a' phải bằng căn 6. Cái vectơ a' phải là như này. Thì các em có suy ra điều gì không? Đó. Nên ta gọi này, các em nghe này, a phải cùng phương vectơ này nên ta gọi cho thấy cái vectơ a phải bằng gì? Bằng k là cái vectơ này. Trong đó k là một số thực. K là một số thực tại vì cùng phương mà. Đó. Mà độ dài a phải bằng gì? Độ dài a phải bằng căn 6. Ta sẽ trị độ k nhân với độ dài của vectơ 1 2 1 bằng căn 6 đúng rồi lớp. Từ đó rõ ràng các em tìm được trị đổi K nhá. Đây là căn K nhân căn 6 bằng căn 6 này. K bằng 1 hoặc K bằng âm -1. Được chưa? Ok nhá. Rồi. Mà các em thấy là vector A phẩy thì bằng A 1B và C 1. Đúng không nhỉ? A trừ đi A phẩy đúng không? B và C trừ 1 Được chưa? Và Các em thấy là nếu mà K bằng 1 nhé Thì vector A phải bằng vector này luôn Trong đó nếu mà K bằng âm 1 ý Thì vector A phải Nó là số đối với vector này nên ở đây các em tìm được cả ABC luôn Các em nhớ là cái C nhọn 1 Thì các em quyết định được là trường hợp nào xảy ra Cái C nhọn 1 Thì C chỉ một âm Nên các em phải lấy cái cái tung độ âm nhá. Do đó thì vết A phải các em chỉ lấy cái trường hợp này thôi Là cao độ âm xin các bạn Âm 1, âm 2, âm 1 Nên các em sẽ có được A 1 bằng âm 1 này B bằng âm 2 này C 1 bằng âm 1 Và đề bài chỉ đơn giản là hỏi B mũ 3 thôi nên B mũ 3 bằng mấy Nếu mà tìm A, b c các em nào hết B mũ 3 và âm, âm 8 Thì các em điền vào đây là âm 8 là các em sẽ được điểm tối đa Điền âm 8 Xong, điểm tối đa Đó. Nha, yeah. ok Các bạn điền âm 8 là các em được điểm tối đa thôi <laughs>